bên quán khuya đèn đèn nhạt màu, mình ngồi bên nhau, ta uống cạn chén sầu. Ngoài trời mưa ngâu, trăng khuya úa màu, như khóc cho cuộc tình đau vì đau vỡ tan màu. Thôi uống đi cạn bình rượu này, rồi mình chia tay. Em hãy về với xin chào các bạn nha. Chào mừng toàn thể các bác quay trở lại kênh Đặng Tí Naro. Tiếp tục các video ngày hôm nay, bên Đặng Tí Naro vừa về thêm cho bác 5 chiếc đẩy KS 2800 dòng đẩy 3 kênh nha. Có đường cắt súp luôn. Dòng đẩy 3 kênh có đường cắt súp đây này. Còn này rất là hiếm nha, đối với dòng đẩy mà có đường cắt súp mà như vang số này cực kỳ hiếm luôn. Godin KS 2800. Hàng bãi xịn, hàng công nghệ của Mỹ nhá. Công suất là 800 một kênh, 800W một kênh. Đây, kênh N, kênh R đây. Bao đánh 2 đôi 30 hoặc đôi phun 10 thoải mái nhá. Kênh này mình đánh có súp hơi 40 hoặc đôi center, nói chung là mình đánh đẩy 3 kênh rất là tiện rồi. Mai sau bác muốn thêm loa súp hơi hoặc đánh loa center thì không cần nâng cấp thiết đẩy nữa. Cái 2800 nhá, 800 một kênh rất là đẹp luôn. Và con này rất xịn sò, loại em nó bán rất nhiều rồi. Giá sẽ cực kỳ hợp lý nhá. Các bạn xem video ủng hộ kênh Đặng Tí Naro Sim Live nhá. Đấy, các bạn ủng hộ kênh Đặng Tí Naro Sim Live đi và đăng kênh đỏ video cho em nhá. Đây là em Sim Live. Đây. Đằng sau thì có đường vào đường ra thôi, sẽ tặng đầy đủ như giác calon cho bác như này. Đây, và cho bác xem luôn chuột cao con này. Ok chưa, nguồn đây, nguồn này rất là cao nhá. Nguồn rất là cao luôn. Con này tụ nằm, nó quay xuống dưới nhá. Để bác nhìn cho em từ những dây dẫn với nhau này. Đều bằng ốc này hết. Bác nhìn hàng xịn sò luôn. Con này sử dụng là 40 sò nhá. 40 sò luôn, 8 cho một cây. Đẩy 3 cây. Đây, bác nhìn thấy hàng xịn, nó chất lượng, kiện nó khác rất nhiều. Em bảo hành 6 tháng nhá. Và các mua đẩy thường cọc cho em 200-300 nghìn thôi. Đấy, rất là đẹp từ những dây dẫn này. Đấy, từ những cái dây dẫn với nhau nó quá chất luôn. Thì em nhắc lại số lượng em không có nhiều, đối dòng đẩy này em không có nhiều đâu. Đấy, KS 2800 đẩy 3 kênh nhá. Đấy, đẩy 3 kênh thì quá tiện rồi. Đấy, em nhắc lại hai kênh chính, bác đánh trong 2 đôi full 30 hoặc đôi full 10 thoải mái này. Kênh này bác đánh trong có xu hơi 40. Đấy, hồng đô la center rất tuyệt vời luôn. Bác xin báo giá luôn, giá để em đẻ bác 4.700.000 nhá. Giá cực kỳ hợp lý, 4.700.000 bao ship tặng bác. Bác là chốt nhắn tin cho em, chốt đẩy KS 2800 cho em. Em gửi số khoản bác cọc cho em 200-300 nghìn thôi. Bác mua đẩy nhắn tin qua cho em, chốt đẩy KS 2800 cho em. Chốt đẩy KS 2800 cho em, KS 2800 cho em nhé, 4.700.000. 4.700.000 bao ship tặng Isaac bảo hành 6 tháng. Bao là chốt cho tin luôn nhá, chốt đẩy KS 2800 cho em. Rồi, rất là đẹp luôn. À này, có yên tâm một điều cực kỳ xuất sắc chưa? 40 sò. 4.700.000 thôi. Đây, có được cắt súp này. Đây, mình có thể cắt súp như vang luôn, giải từ 40-200. Cực kỳ hay luôn. Đối dòng này khá là hiếm nhá, không phải lúc nào mình có thể mua dòng này được đâu. 4.700.000, bao là chốt nhắn tin cho em nhá, chốt đẩy KS 2800 cho em. Chốt đẩy KS 2800 cho em. Đấy là mua đẩy cọc 120-300 nghìn thôi. Ok chưa? Mua đẩy còn cọc 120-300 nghìn có số khoản cho em thôi. Đây, rất là đẹp luôn. Ok, và giờ tiếp nghe cho đầm nhá, trong đẩy cái 2800 này nhá. Rất là sáng luôn. Xin đưa em về bên dòng sông tuổi thơ, anh xin đưa em về bên giường cây nắng, bên cánh đồng xanh.
xuân đưa em về con đò neo bến quê, anh xuân đưa em về bên dòng dân khúc ca, đêm ngắm trăng thanh cái thuyền thời xa ấy, cha mẹ bao ngày lam lũng dương. Ok chưa, giá 4.700.000 nha, bao là chốt nhắn tin nhé, chốt để cái này người ta xem nhé nha. Và xin chào các bác nha.